Xin chào toàn thể các bạn nhé. Thì mình giới thiệu là mình là Ngô Văn Ngọc. Thì hiện tại giờ là mình đang còn ở thành phố Thanh Hóa cùng với lại các anh em trong cộng đồng MMO ở thành phố Thanh Hóa. Thì hôm nay thì chủ nhật thì ở đây có một số anh em cũng đến từ những cái vùng miền khác để anh em gặp gỡ và giao lưu với nhau. Thì bây giờ sẽ giới thiệu từng người nhé. Xin chào thầy, chào mọi người. Em là Hòa. Em sinh là 93 và sinh sống hiện tại là đang sinh sống ở Thanh Hóa. Vâng, xin chào thầy, chào tất cả mọi người. Em là Trưởng, em đến từ Thanh Hóa, em sinh năm 88. Xin chào cả nhà nhá. Mình là Phúc, mình đến từ Nghệ An, sinh năm 91. Bác cho tôi giới thiệu đây ạ. Em chào thầy, em chào mọi người nhá. Em tên là Tuấn, sinh năm 94, đến từ Ninh Bình. Xin chào thầy Ngọc và anh em trong cộng đồng MMO Văn Ngọc. Mình xin giới thiệu, mình tên là Sơn, mình sinh năm 86. Mình quê gốc là ở Thanh Hóa đây. Hôm nay là rất là vinh dự, cảm ơn thầy và được anh em trong cộng đồng MMO là tập trung tại Thanh Hóa để giao lưu với anh em. Xin gửi lời chào đến tất cả mọi người nha. Cảm ơn thầy và anh em. Dạ, em chào thầy và chào tất cả mọi người ạ. Em là Phong, em đến từ Nghệ An ạ. Thì hôm nay là cùng được vinh dự là cùng thầy được ra Thanh Hóa để thăm anh em Thanh Hóa đây ạ. Em xin cảm ơn. Em chào thầy, em chào toàn thể anh em trong lớp. Thì em là Mạnh, sinh năm 92, là đến từ Ninh Bình. Hôm nay thì rất là vui và vinh dự khi được đón thầy tại thành phố Thanh Hóa và rất là mong muốn những cái buổi như thế này để có thể là anh em có thể gặp gỡ, trao đổi và để anh em mình làm sao có thể tiến xa hơn. Em cảm ơn thầy và cảm ơn tất cả anh em đã đến đây chia sẻ cùng mọi người ạ. Em xin hết. Em chào thầy và chào tất cả mọi người. Em là Dương, cùng ở Thanh Hóa và sinh năm 88. Thì hôm nay cảm thấy rất là may mắn vì thầy lại chọn Thanh Hóa là một địa điểm để mọi người tổ chức offline. Thì em cũng rất hy vọng mà thầy sẽ tổ chức nhiều hơn những cái buổi như thế này cho các tỉnh ạ, để các anh em ở trong tỉnh có thể kết nối được với nhau. Em xin cảm ơn mọi người. Rồi, các anh.